Chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn Spring Framework của Fresher Academy. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về HTML Configuration trong Spring. Thì ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái khái niệm về Maven Resource. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách để tạo ra HTML Configuration và sử dụng HTML Configuration để làm việc với Constructor Injection, Setter Injection và AutoWire. Thì đấy là những nội dung chính của phần này. Thì sau phần này các bạn sẽ biết cách để chúng ta có thể sử dụng được cái String Bean. Sau phần này thì các bạn sẽ biết được cách để chúng ta